Rồi, biến cố lại đến với anh em vận tải các bác ạ. Tất cả những anh em nào làm vận tải mà biển số vàng đấy, là kinh doanh vận tải đấy, thì lưu ý giúp em mấy ngày nay tại quận 2 thì các anh ấy bắt quá nhiều xe, quá nhiều anh em không để ý tới cái thiết bị giám sát hành trình của mình. Và cái thẻ, cái thứ hai là cái thẻ tài xế, thẻ lái xe đó, là quá nhiều anh em bị thật sự đóng phí rất là cao. Các anh vạch cá tìm sâu, các anh bắt quá cái lỗi này quá nhiều. Trên chốt tắp nổ em đây là thiết bị giám sát hành trình GPS, nói tóm lại là nhiều người gọi là hộp đen đấy. Thì các anh, nhiều anh hay nhầm tưởng giữa cái hộp đen và cái thẻ tài xế. Cũng như anh em biết một thời là cái thẻ nghiệp vụ người ta đấy, thẻ nghiệp vụ tài xế đấy. Nhiều anh em nhẹ dạ cả tin và thiếu hiểu biết đã bị các đối tượng gọi là nó không có nhã ý tốt đẹp, nó không có giúp ngành vận tải, trong đó hại ngành vận tải. Quá nhiều anh em mất oan về cái tiền, cái vụ mà thẻ tập huấn lái xe đó. Mà mặc dù nhiều người đứng lên rao bán cũng là tài xế chạy xe mặc mang trong mình cái áo bạn hữu, cũng là nhóm này nhóm nào bạn hữu xa đấy, mà lại đi là đăng lên mạng là bảo là công an bắt chỗ này bắt chỗ kia, rồi là nhận làm cái thẻ tài xế đó bốn, nhưng mà thực tế là cái thẻ đó ấy, là liên hệ với hợp tác xã, cái thẻ nghiệp vụ đó người ta sẽ cấp cho không bao nhiêu tiền hết á. Đó, còn anh em, nhiều anh em nhầm tưởng ở cái vụ mà thẻ lái xe này khác nha. Cái thẻ lái xe này sử dụng cho thiết bị giám sát hành trình là mục đích chính theo quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải, là để quản lý tài xế anh em mình ý, là sau không được chạy quá 4 giờ, không được lái xe qua 4 giờ đó. Còn ở chỗ thiết bị anh em gắn ở nơi nào thì em không biết, có nhiều thiết bị vẫn có sự can thiệp của những người gắn hành trình với anh em. Nhưng mà anh em biết rồi, những gì mà làm sai nguyên tắc của nhà nước đều phải trả giá. Đó, cho nên anh em lưu ý hãy chọn cho mình một đơn vị gắn thiết bị giám sát hành trình đủ tiêu chuẩn theo của Bộ Giao thông Vận tải nha. Đó, còn như em đây là cái thẻ này, một cái thẻ lái xe này là nó chỉ sử dụng được quẹt mỗi lần cái định vị quá chạy quá 4 tiếng là sẽ báo trên thiết bị định vị. Đó, mình phải quẹt thẻ, bắt buộc mình phải quẹt thẻ. Chứ không mình không quẹt thì là mọi thông tin của mình ý, mọi thông tin của cái hộp giám sát hành trình này nó sẽ gửi về tận trong Bộ Giao thông Vận tải. Mình gắn cái thiết bị giám sát hành trình này đúng theo quy chuẩn của nhà nước á, Bộ Giao thông Vận tải, thì là tất cả các thông tin xe mình chạy như thế nào, dừng đỗ như thế nào, mọi chi tiết là nó sẽ gửi về kết nối với lại tổng nhá. Tại sao mấy ngày nay quận 2 người ta bắt là để nhập thông tin thiết bị giám sát hành trình của anh em, người ta nhập xem có kết nối với máy chủ của Bộ Giao thông Vận tải không, người ta sẽ quét ra xem đúng số xe của anh em không, đúng cái thông tin anh em cung cấp không. Anh em mà nịch là anh em đóng phí nhiều nha, anh em lưu ý nha. Có cái hộp đen này, hộp giám sát hành trình này, anh em phải có cả kèm theo cái thẻ tài xế nha. Sau 4 tiếng mình lái xe mình phải quẹt thẻ một lần nha. Không được phép hoạt động, lái xe không được phép hoạt động quá 4 giờ đồng hồ. Đó. Còn nếu anh em mà máy hệ thống nó báo ấy, anh em không quẹt thẻ, anh em phải tắt hết công tắc máy đi, nghỉ trong vòng 20 phút. Đó, như thiết bị của em là gắn chuẩn của bên Bộ Giao thông Vận tải nha. Nghỉ 20 phút là sẽ reset lại từ đầu, anh em sẽ tiếp tục hoạt động tiếp. Còn nếu như anh em gắn ở đâu thì em không biết, nhưng mà anh em gắn là anh em phải có cái thẻ lái xe này kèm theo nha. Không có cái thẻ lái xe này kèm theo nha, đóng phí cũng hơi nhiều nha anh em. Đó, cho nên ngành vận tải mình đang là những bức khủng hoảng về những cái việc khó khăn kinh tế thì đi xuống. Mà ngành vận tải mình thì cũng đủ thứ hành, cho nên anh em lưu ý nha, lưu ý giúp giùm em nha. Luôn luôn kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của mình nha, lúc nào cũng phải hoạt động. Chứ sim điện thoại ở trong cái thiết bị hành trình này của anh em mà mát tị mà nó không có thông tin ý, anh em cũng bị phạt y chang mà như mình không gắn nha. Đấy là dành cho những anh em biển vàng đăng ký kinh doanh vận tải, lưu ý giùm em nha, thiết bị giám sát hành trình trên xe mình nha.